là người đó thì vấn đề nhiều lắm, nhưng mà hiện lên rõ một cái là có sự việc ăn cắp tiền. Xin chào các anh chị, em là Danh Ngon, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đã là kỹ sư xây dựng chuyên ngành dân dụng và hiện tại em đã học được 3 môn của thầy. Và môn thứ nhất là phong thủy, môn thứ hai là trạch nhật và môn thứ ba là kinh dịch. Và sau những khóa học của thầy, em đã đưa những cái bộ môn này ra ứng dụng ngoài thực tế và em thấy nó hiệu nghiệm và hiệu quả trong công việc của em. Ví dụ như là có một lần, đó là em đi làm xây dựng bên cầu đường. Hôm đó là dự báo thời tiết là trời không có mưa, nhưng mà em muốn kiểm nghiệm xem những gì thầy dạy có đúng hay không, và em muốn kiểm nghiệm coi mình học được tới đâu rồi. Hôm đó em mới thử về một vẽ động tâm, và trong cái vẽ đó hiện lên là phụ mẫu động hóa tử tôn, rồi em mới khẳng định rằng và bữa đó chắc chắn sẽ có mưa. Và ấn kỳ của ngày đó thì nó em không nhớ rõ vẽ đó như thế nào, tại vì hôm trước em chỉ định là gieo rồi coi cho biết thôi, chứ không có định, không có giữ vẽ lại đó, em không lưu vẽ đó. Và vẽ đó hiện lên ấn kỳ là đúng ngay giờ thân, là từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì rồi hôm đó thì đúng là 4 giờ 20 phút thì trời mưa, nhưng trong cái vẽ nó hiện lên là trong thủy có hỏa, thành ra là em đoán trong vẽ đó là trời mưa mà lại có nắng. Thì đúng là 14 giờ 20 thì lại trong lúc đó trừ trời nắng mà lại vừa có mưa. Và em đã lấy cái ví dụ đó để đem đi nói với những anh chị mà đang làm xây dựng, và họ kinh nghiệm là thật sự rất là hay và nó rất đúng luôn.